Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái nức nở trong ngày tự trường, Phạm Quỳnh Anh có hành động dứt khoát. Cách dạy con khéo léo của Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đăng tải loạt khoảnh khắc đưa các nhóc tỳ đến tự trường. Nhân sắc trẻ trung của bà mẹ ba con nhanh chóng chiếm spotlight. Nhiều khán giả cũng phải công nhận rằng nữ ca sĩ ngày càng nhận sát. Phạm Quỳnh Anh tiết lộ hai nhóc tỳ rất háo hức trong ngày tự trường, nhưng chỉ ba nức nở trước khi chia tay mẹ vào lớp. Phạm Quỳnh Anh tiết lộ hai nhóc tỳ rất háo hức trong ngày tự trường, nhưng chị ba nức nở trước khi chia tay mẹ vào lớp. Sáng nay hai chị em tự dậy sớm, mặc đồng phục sẵn sàng rồi sang đánh thức mẹ dậy lúc 6 giờ 15 phút, khiến mẹ giật mình luôn. Sinh viên chữ to Tuệ An ngày đầu tiên đến trường hào hứng lắm. Hai em kịp sang ôm tạm biệt chị bay về Mỹ, rồi mới đến trường và rồi cái kết vẫn là ôm mẹ nức nở. Mẹ thương lắm nhưng cũng đành rời đi sớm, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi chị ba của mẹ. Chị hai cùng trường nên mẹ cũng rất là an tâm, có chị có em vỗ về nhau, vút lúc hai chị của mẹ hai nhóc tiền nhà phạm quỳnh anh lớn nhanh trông thấy khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng phía dưới bài viết khán giả để lại nhiều bình luận như hai em lớn nhanh ghê mẹ quỳnh anh ngày càng trẻ chúc các con một năm học mới đạt kết quả tốt Nhìn em khóc cưng quá, đáng yêu ghê. Nhìn các con háo hức thế này, lòng mẹ cũng vui lây em nhỉ. Nhân sắc trẻ trung của bà mẹ ba con nhanh chóng chiếm spotlight. Sau nhiều sóng gió, ở hiện tại, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã tìm được hạnh phúc viên mãn bên một nửa cùng các con. Sau biến cố hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Phụ nữ khi bước qua biến cố của cuộc đời, họ sẽ trầm tính hơn. Tôi nhẹ nhàng đón nhận biến cố của mình. Có lẽ vì thế mà tôi cũng chín chắn hơn. Không gì có thể quật ngã được người phụ nữ đâu, bởi họ rất bản lĩnh, mạnh mẽ, đó là sức mạnh trong tâm hồn mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.